Vâng, xin chào bạn. Còn một lưu ý cuối cùng đó là sau khi bạn có được bản báo cáo trên phần mềm PeopleSheet, chúng ta có thể lưu nó lại dưới dạng file PDF để bạn có thể gửi cho khách sử dụng trong bản thuyết minh kỹ thuật, hoặc là chúng ta in ra để có thể tham chiếu. Chúng ta sẽ nhấn vào nút là Save Document as PDF và sau đó các bạn sẽ lưu nó. Chúng ta sẽ đặt tên và nhấn Save. Thì lúc này chúng ta sẽ có một cái bản báo cáo dạng PDF được lưu ở ngoài desktop. Chúng ta có thể mở lên. Nó sẽ bao gồm tất cả các cái trang mà đã xuất hiện trên phần mềm PVSheet. Đó là một cái lưu ý cuối cùng để bạn có được cái bản báo cáo này, là mục đích cuối cùng mà chúng ta thiết kế ở trên phần mềm PVSheet. Hẹn gặp lại bạn trong các ví dụ tiếp theo trong khóa học này.